Vâng, xin chào anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với bài học tiếp theo. Và trong bài học này là một bài học ngắn và không phức tạp gì cả. Tôi sẽ khuyên các anh chị một số cái lời khuyên cơ bản để các anh chị mua sắm một số những cái thiết bị, đồ dùng, trang thiết bị cho cái hàng quán của mình. Nếu như mà các anh chị đầu tư theo kiểu bài bản, bên vị nội thất người ta làm cho hết thì không nói làm gì. Còn nếu mà các anh chị làm theo kiểu nhỏ lẻ, tự mua sắm thì mình sẽ cần gì, đúng không? Thì cái bài này là hướng tới cái chuyện đó. Đấy. Một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng đấy là chúng ta phải mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng để pha chế, máy móc để pha chế, đúng không ạ? Các cái đồ dùng hoặc là các cái thiết bị để bảo quản đồ ăn, đồ uống. Rồi thì máy, ví dụ như là những cái ly, cái cốc, rồi thì cái đánh cà phê, rồi cái phin, rồi thì cái bơm để cho nó ra, vân vân, kiểu như thế. Các cái vật dụng pha chế rất là nhiều, thì chúng ta có thể thấy là cái danh sách của nó, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta lên danh sách những cái món đồ, số lượng là bao nhiêu, rồi nhãn hiệu là gì, bao nhiêu tiền nhá. Thì mình nên mua đồ tốt, thì đồ tốt thì nó sẽ ít bị hỏng và nó được bảo hành lâu dài. Thế nhưng mua đồ tốt thì nhược điểm của nó lại hơi đắt đấy, thì mình cũng phải cân đối giữa khả năng tài chính và chuyện mua đồ tốt hay không. Chứ còn nếu mà mình cứ đang làm mà nó hỏng, nó kẹt, nó bực lắm, đúng không? Nhất là khách người ta thúc, người ta giục, người ta hối mình thì rất là bực. Thì cái đấy cũng phải cần phải cân nhắc đấy. Và nếu như mình mà lười không muốn đi mua sắm thì tốt nhất là mình khoán luôn cho cái đơn vị thi công thiết kế. Còn nếu mình tự làm thì mình lên danh sách lên, mình đóng một cái quầy ba nó đẹp đẹp một chút, và dưới đấy mình có đầy đủ cái pha, cái chế, cái thái, rồi cái chỗ bỏ rác, chỗ lấy nước, vân vân, nó rất là tiện. Thiết kế cho nó hợp lý, được chưa? Làm sao mà dễ thấy, dễ lấy, dễ thao tác. Chỗ sống ra chỗ sống, chỗ chín ra chỗ chín, chỗ sơ chế riêng, chỗ đổ rác riêng, nó tránh cái việc mà chúng ta bị nhầm lẫn đó nha. Thì cái chi phí này thì nó cũng nằm trong cái danh mục mà chúng ta đã tính ngay từ đầu rồi. Chúng ta lên cái danh mục chi phí đầu tư thì chúng ta đã có rồi. Chỉ là vấn đề mà chúng ta sử dụng là chúng ta mua một lèo hay là chúng ta tự đi mua thôi nha. Thì quan điểm của tôi là mình cũng có thể là lên Google mình search từ cái đơn vị cung cấp các cái thiết bị này. Sau đó mình bảo người ta là mở, gửi cho mình một cái danh sách và báo giá một số nhãn hiệu. Sau đó bắt đầu mình đi so sánh, mình cân đối, mình có thể gửi một lúc nhiều đơn vị yêu cầu báo giá. Thứ hai nữa là mình có thể đi chợ đầu mối mình mua, hoặc là mình ra những cái cửa hàng điện máy mình mua cũng rất là tốt. Đấy nhá. Nên chọn những cái nhà cung cấp uy tín tử tế để người ta còn bảo hành bảo trì cho mình kịp thời, người ta thay thế sản phẩm. Bởi vì cái này nó cũng là rất là quan trọng về hàng, cái đồ dùng này, đồ dùng mình dùng hàng ngày. Tiếp tục đấy là mình cũng nên chọn những cái loại bền, loại tốt cho sức khỏe. Tôi luôn quan trọng đến cái việc là nó tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là đồ thủy tinh hay đồ inox, đấy là đồ mà tôi rất là khuyến khích. Tránh những cái ni lông, tránh những cái nhựa, tránh những cái mà không tốt cho sức khỏe ra nhá. Vâng, nếu mà ta có nhiều thời gian mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì chúng ta nên đi đến các cái chợ đầu mối để chúng ta tìm hiểu, chúng ta mua, hoặc là chúng ta mua những đồ cũ, đồ thanh lý cũng rất là tốt, là tiết kiệm được chi phí, được chưa ạ? Vâng. Và nếu mà trong nhà mà có ông chồng hay là có đứa con hay là có ông anh họ mà sửa chữa được máy móc như này thì càng tốt, thì mua đồ cũ về mình sửa là rất là hiệu quả. Đầu tư như thế nó sẽ rất là tốt về mặt chi phí. Còn khi mình mua nguyên liệu để pha chế trong công thức pha chế đồ uống hay đồ ăn thì chúng ta nên chọn những cái nhà cung cấp có đồ dùng tốt, cũng như là có nguyên liệu tốt, có nguồn gốc xuất xứ, luôn luôn nhấn mạnh về nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo được cái sức khỏe, cái uy tín lâu dài của mình. Bởi vì cái này mình làm ăn, nếu như mà cái chuyện mà nhân quả là có thật thì những cái việc mà mình làm ăn gian dối thì sẽ rất là ảnh hưởng đến chúng ta hoặc là đời sau của chúng ta, được chưa ạ? Vâng. Đắt một chút cũng được, nhưng mà mình cũng phải cố gắng. Còn nếu mà mình muốn đồ rẻ thì mình phải đi chợ đầu mối, mình phải mua số lượng lớn, hoặc là mình có thể mua tận vườn, tận vựa của người ta cơ, được chưa ạ? Vâng. Vì có những cái nguyên liệu tốt như vậy thì mình có thể trong lúc mình ra hàng cho khách, mình ra đồ cho khách, mình có thể nói với khách là đây này, cái trà này làm từ cái gì, cái đồ uống này làm từ gì, cà phê này làm như thế nào. Mình có thể nói cho họ thì họ sẽ thấy là cái quán này làm đồ rất là ngon, rất là tốt, rất là sạch, rất là có tâm, bà chủ rất là khéo, vân vân, thì
người ta sẽ yêu mình hơn, người ta sẽ thích đến cái quán của mình hơn, đúng không? Đồ uống phải ngon, giá hợp lý, không gian cũng đẹp, rồi thì tất cả mọi thứ đều khiến cho khách hàng hài lòng, thì họ sẽ lai dai qua chỗ mình hoài, đúng không? Như thế mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Và thực ra mọi người cũng nhớ là khi đi đến một cái quán cà phê, một quán trà chanh bây giờ thì đôi khi nó cũng không phải là vấn đề về món, nó còn là trang trí của cái món đấy, nó còn là cái không gian, cái âm thanh, cái ánh sáng, cái mùi vị, cái phong cách, rồi cái dịch vụ, cái cảm giác, chúng ta phải kết hợp nó vào với nhau. Đấy, trong từng các cái bài học thì tôi đã tách nó ra rồi, nhưng mà khi mà tôi nói thì tôi khuyên các bạn phải kết hợp với những cái yếu tố đấy với nhau, đúng không? Đấy, trà ví dụ như trà gừng mình có thể tự nấu đấy, thì cũng ngon hơn rất nhiều là mình mua cái gói trà gừng mình pha. Thế nhưng mà cái gói trà gừng mình pha thì ưu điểm của nó là nhanh, tiết kiệm, đúng không? Tiết kiệm về thời gian. Rồi, thì cái bài này như tôi đã nói là một cái bài ngắn thôi. Nó chỉ rất đơn giản là bạn phải lên danh sách mua các cái món đồ đấy. Hai là bạn yêu cầu các nhà cung cấp cho mình nhiều các bảng báo giá. Ba là mình phải check giá, kiểm tra lại giá. Bốn là mình có thể tự đi mua sắm mang về. Hoặc là mua đồ mới, hoặc mua đồ thanh lý, mua đồ đắt, mua đồ rẻ. Nhưng lời khuyên là mua đồ tốt và mua đồ tốt cho sức khỏe. Sáu là mình có thể là ủy quyền cho người ta mua. Thế thôi, đúng không? Và kiểm soát về mặt chi phí ngân sách, làm sao cho nó đúng tính toán với cái chi phí của mình trong cái phần tổng đầu tư rồi. Mình đã có rồi. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.